Xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với ô tô cũ đất rẻ Hải Phòng ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì em gửi đến cho quý vị anh chị bạn một cái video báo giá tổng hợp tất cả những mẫu xe hiện đang có trong cửa hàng của em nhé. Đây ạ, rất nhiều những dòng xe mà giá rẻ, tầm tiền từ loanh quanh 40 triệu đồng, 50 triệu đồng, 60, 70, 80, rất là nhiều những cái dòng xe mà tập lái như Matiz, Spark, đấy, Lá Lốt, Spectra, Nubia, rất là nhiều các bác nhé. Thì bác nào đang có nhu cầu sở hữu những mẫu xe nào thì alo cho em. Những dòng xe 7 chỗ em đang có như Fortuner, Innova, Karen. Đấy. Thì bác nào đang có nhu cầu sở hữu mẫu xe nào thì có thể tham khảo cái video ngày hôm nay, rất nhiều những mẫu xe giá rẻ phục vụ mọi người. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết báo giá lần lượt những mẫu xe này cho mọi người xem tham khảo lựa chọn nhé. Đầu tiên là một chiếc xe giá tiền tầm khoảng trên 100 triệu, Kia Morning đời 2009 bản van, một chiếc xe đăng ký 2 chỗ ngồi thôi, động cơ máy 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc nha các bác nhá. Đấy, 125 triệu đồng, đời 2009, số tự động. Xuống bên dưới đây em có một chiếc xe Lancetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc đời 2009 nhá. Phiên bản tự động, sedan hai đầu, form dáng đẹp, nhập khẩu của Hàn. Giá chào bán cho mẫu xe này là 179 triệu. Biển Thái Nguyên màu xanh đá nhá. Và tiếp theo đây em có một chiếc xe Kia Morning đời 2015 với động cơ máy 1.25 trang bị hộp số sàn nhé các bác nhé. Giá loanh quanh chỉ có 168 triệu đồng thôi. Morning 2015, số sàn lên full đồ, những hệ thống la răng đúc, đèn gầm, màn hình đầy đủ hết, đăng kiểm dài. Vâng ạ, 168 triệu đời 2015, xe dịch vụ hoàn lương các bác nhé. Kia Sorento đời 2020, giá là 295 triệu đồng. Sorento đời 2020, số sàn máy 1.4, xe thương hiệu của Hàn Quốc các bác nhé, Kia Sorento. Honda City với giá tiền là 360 triệu đồng, bao gói tên cho mọi người. Bao ra tên trước bác với giá tiền 360 triệu đồng, Honda City đời 2016, số tự động. Lancetti nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, phiên bản số sàn, động cơ máy 1.6, con này biển Thanh Hóa, tên tư nhân, xe gia đình các bác nhé, form dáng đẹp, giá là 165 triệu. Chevrolet Cruze cũng cùng form với dòng xe Lancetti, con này đời 2010, số sàn máy 1.6, giá chào bán là 185 triệu đồng cho mẫu xe Chevrolet Cruze này ạ. Hyundai Grand i10 bản sedan 2 đầu với động cơ máy 1.2, bản đủ nha các bác nhé, tư nhân một chủ, xe bao đẹp cho mọi người, giá chào bán là 275 triệu đồng, xe cam kết cho mọi người không một lỗi nhỏ nhé. Nissan Sunny đời 2015 với giá tiền là 180 triệu đồng, 180 triệu đồng cho mẫu xe Nissan Sunny đời 2015, số sàn máy 1.5. Lancetti Việt đời 2010 nha các bác nhé, giá là 135 triệu đồng, mẫu xe Daewoo Lancetti đời 2010, biển Thái Nguyên, tên tư nhân các bác nhé. Vâng, đây là một chiếc xe i10 đời 2018 với động cơ máy của nó là 1.2, trang bị hộp số sàn, giá là 250 triệu đồng. i10 đời 2018, 250 triệu đồng, bản sedan 2 đầu, bản thiếu máy 1.2. Một chiếc xe Gentra đời 2009 các bác nhé, 10 ạ. Gentra đời 2010, giá loanh quanh tầm khoảng 125 triệu đồng các bác nhé. Daewoo Gentra đời 2010. Tiếp tục là một chiếc xe Toyota Fortuner. Con này thì con này được sản xuất 2009, 309 triệu. 309 triệu đồng, Toyota Fortuner đời 2009 luôn nhé, động cơ máy 2.7, tự động, máy xăng 2 cầu. Innova đời 2016 với động cơ máy của nó là 2.0, trang bị hộp số sàn, xe tư nhân gia đình sử dụng, form mới nhé, giá chào bán là trên 400. Con này là con xe Mazda BT50, bán tải đời 2015, giá loanh quanh tầm khoảng 300 triệu. Innova bản E đời 2013, trang bị hộp số sàn với động cơ máy 2.0, tư nhân chính chủ, biển của Hòa Bình, giá con này đang chào bán là 290 triệu đồng. Và bên cạnh đây là con form mới, con này thì xe bản Z nhé các bác nhé, bản Z đời 2014 và giá là 285 triệu. Chúng ta có một chiếc xe 5 chỗ Lancetti nhập khẩu đời 2010 với động cơ máy 1.6, phiên bản số tự động, giá chào bán cho mẫu xe này là 199 triệu đồng, Lancetti nhập khẩu. Một chiếc xe Kia Karen, con này được sản xuất 2014, phiên bản số tự động với động cơ máy của nó là 2.0 bản đủ, giá chào bán là 305 triệu.
Kia Carian đời 2014 ạ. Đấy, 305 triệu đồng. Con này số sàn các bác nhá. Carian con này số sàn đời 2015. Giá là 225 triệu đồng nhá. 225 triệu đồng. Đấy, Carian đời 2015. Tota dây bản GL giá loanh quanh tầm khoảng 120 triệu thôi. Đấy, đời 2005, số sàn máy 1.8. Và đây là một chiếc xe Toyota Fortuner đời 2013. Trang bị hộp số tự động với động cơ máy của nó là 2.7 máy xăng tự động 2 cầu. Giá chào bán là tầm khoảng 430 tên như mọi người nhé. 430 tên ạ. Và tiếp tục đây là một cái mẫu xe Mazda 6 các bác nhé. Mazda 6. Mazda 6 đời 2015. Đấy, giá loanh quanh tầm khoảng trên 400 thôi. Đấy, Mazda 6 đời 2015. 425 triệu đồng các bác nhé. Động cơ 2.0, một mẫu xe phân khúc hạng D. Gentra, đâu Gentra. Con này không biết đời bao nhiêu, cũng mới về các bác nhé. Cũng mới về. Gentra. Đấy. Hay là 9 hay 10 gì đấy, anh quanh tầm khoảng trên 100 thôi. Đấy. Con này con Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2005. Giá chào bán chỉ có 1.204 ạ. Đời 2004 số động các bác nhé. Giá chào bán là 125 triệu. Hôm nay chúng ta có một chiếc xe Kia Cerato. Con này sản xuất 2009 với động cơ máy của nó là 1.6 phiên bản số tự động. Giá chào bán con này bản full là 265 triệu đồng. Cerato đời 2009 ạ. Lachetti nhập khẩu đời 2009. Đấy, con này là 2010, xin lỗi mọi người nhé. Đời 2010, 160 triệu. Nhập khẩu số sàn. 40 triệu đồng các bác đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe lá lốt. Đâu là lốt đời 2000. Đấy. Động cơ 1.5 40 triệu. Con này là con Hyundai Venue đời 2010. Có động cơ máy 1.4, trang bị hộp số sàn. Con này thì em đang chào bán là 170 triệu đồng. VinFast Fairy 2020, động cơ máy của nó là 1.4, trang bị hộp số tự động các bác nhé. Đấy. Con này bản bản Bay, giá là 299 triệu. Lachetti nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2009, 155 triệu đồng. Phiên bản số sàn máy 1.6. Bên cạnh đây em có một chiếc xe nhập khẩu đời 2000, cũng là một chiếc xe Lachetti, con này đời 2009 số tự động. Con này giá cũng là tầm khoảng 185 triệu đời 2009 phiên bản tự động. Vâng, vào bên trong đây ạ. Con này là có Kia Morning đời 2011, trang bị hộp số sàn máy 1.0, xe nhập khẩu của Hàn nha các bác nhá. Giá con này là 145 triệu. Đấy. Morning đời 2015. Trang bị hộp số sàn máy 1.25. Con này bản SI bản đủ. Giá là 195 triệu đồng đời 190 triệu đời 2015. Kia Morning đời 2012 118 triệu đồng thôi nhé. Morning đời 2012 118 triệu. Hyundai Getz đời 2008 giá tầm khoảng trên 110 mấy triệu thôi. Hyundai Getz nhập khẩu của Hàn. Tiếp theo là một chiếc xe thương hiệu của Pháp, Coro đời 2010, giá loanh quanh tầm khoảng 200 triệu, phiên bản tự động máy 1.0. Một chiếc xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2004, phiên bản số tự động máy 1.0 các bác nhé. Giá chào bán là 125 triệu đồng, Morning nhập khẩu. Con này con Matiz 2008, 59 triệu, động cơ 0.8, vua của dòng tiết kiệm. Đấy, Matiz 2008 ạ, tập lái. Kia Morning đời 2016 nhé bác nhá, 180 triệu đời 2016, số sàn máy 1.25, 180 triệu đồng full đồ. VinFast Fairy 2021 bản con này bản Blue, giá là 315 triệu đồng. Fairy 2021 bản Blue ạ, bản chung các bác nhé, không phải bản thiếu mà không phải bản đủ. Hyundai i10 đời 2013 trang bị hộp số sàn máy 1.0, con này nhập khẩu của Ấn, giá chào bán là 155 triệu. Hyundai i10 đời 2015 với động cơ máy 1.0, trang bị hộp số sàn 175 triệu đồng. i10 đời 2015. Dịch vụ hoàn lương các bác nhé. Phần đa những dòng xe Morning i10 đang có trong cửa hàng em đây thì đều là những dòng xe dịch vụ taxi hoàn lương này. Con nào gia đình thì báo gia đình nhé. Con này i10 đời 2015 xe dịch vụ hoàn lương 175 triệu đồng. Đấy, taxi hoàn lương. Đời 2015 máy 1.0 số sàn. Kia Morning đời 2018 số sàn máy 1.0 dịch vụ hoàn lương, giá chào bán là 190 triệu. Kia Morning bản đủ đời 2018, xe tư nhân gia đình đi không khoan, không đổi màu, không dịch vụ taxi nhé các bác nha.
Đời 2018 giá là 245 triệu. Đấy, bản SI bản đủ đấy ạ. Có khí an toàn này, có phanh ABS đầy đủ hết nha các bác nhá. Hyundai Getz đời 2010 bao chất bao đẹp cho mọi người, không lỗi, xe gia đình. Xe gia đình sử dụng giá chào bán là 145 triệu đồng. Hyundai Getz. Kia Morning đời 2018 245 triệu đồng. Số sàn bản đủ máy 1.25. Tư nhân gia đình sử dụng biển Hải Thái Bình. Spark, Challenge Spark đời 2011 79 triệu ạ. Con này cực đẹp các bác nhá. Nên độ đèn bi, độ màn hình, độ la răng đầy đủ hết rồi. Hyundai i10 đời 2014 số sàn máy 1.0. Con này giá là 165 triệu đồng đời 2014. Kia Morning đời 2018 số sàn, một chiếc xe gia đình sử dụng giá là 205 triệu. Matiz 50 triệu đồng các bác nhé, 50 triệu Matiz SE 2005. Con này cũng là con Matiz, con này cũng loanh quanh tầm khoảng 55 triệu. Đây là một chiếc xe tư nhân gia đình đi, Kia Morning đời 2011. Morning đời 2011 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc phiên bản tự động nhé. Form mới, xe gia đình sử dụng bao đẹp cho mọi người, 220 triệu. Con này nó là màu xanh rất là đẹp. Con này là con Kia Morning đời 2018 số sàn bản thiếu nhưng mà xe gia đình nhé các bác nhé. Giá chào bán là 205 triệu. Một chiếc xe Kia Spectra phải nói là cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Kia Spectra đời 2003. Xe đẹp không lỗi nhé. Chỉ có 79 triệu thôi nhưng mà xe rất là đẹp luôn. Kia Spectra. Xe của thương hiệu Hàn Quốc. Bao đẹp cho mọi người, máy số đại chất 79 triệu Kia Spectra đời 2004, máy 1.6. Vâng ạ, ra khu vực bên ngoài này thì bao la bát ngát cái dòng xe sedan hay đầu. Đây các bác, em sẽ báo giá lần lượt cho mọi người xem nhé. Còn rất là nhiều những dòng xe sedan mà giá rẻ nữa đấy ạ. Cerato, Kia Cerato đời 2017 với động cơ máy 1.6 bản full nhé các bác nhé. Tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, biển Hải Phòng, hồ sơ rất cầm tay rồi. 390 triệu đồng, bao ra tên cho các bác. Bao ra tên cho mọi người, 390. Đấy, bao đẹp cho mọi người nhé. Toyota Vios đời 2009, bản Nivo nâng, động cơ máy 1.5, số sàn 145 triệu. Vios đời 2007, bản E số sàn 155 triệu đồng. Đấy, bản E đời 2007, 155 triệu đồng số sàn này các bác nhé. Bản đủ đấy ạ, có trang bị khí an toàn, có hệ thống vành ABS đầy đủ nhé. Hyundai Avante đời 2013 trang bị hộp số sàn với động cơ máy 1.6. Con này hồ sơ cầm tay sẵn rồi, 220 triệu đồng, bao ra tên cho các bác. Chevrolet Aveo đời 2017 trang bị hộp số sàn máy 1.5. Giá chào bán cho mẫu xe này là 210 triệu đồng ạ. 210 triệu các bác nhé. Đấy, Chevrolet Aveo. Daihatsu Lacetti đời 2009 số sàn. Con này giá chào bán là 118 triệu. Lacetti số sàn xe Việt. Con này Vios bản E đời 2014 258 triệu. Vios E đời 2014 ạ, 258 triệu đồng. Bản đủ máy 1.5 số sàn. Hyundai Accent. Hyundai Accent đời 2019 các bác nhé. Giá con này đang chào bán là 325 triệu. 325 triệu đồng Accent đời 2019. Tiếp tục là một chiếc xe Hyundai Avante. Con này được sản xuất 2010. Con này mấy nhỉ? Con này đời 2014 ạ, giá là 235 triệu đồng các bác nhé. Hyundai Avante đời 2014 235 triệu đồng. Xe của thương hiệu Hàn Quốc, con số trên 235 triệu Hyundai Avante đời 2014 ạ. Con này cũng là một con Avante đời 2015, con này số tự động, giá là 305 triệu. Hyundai Avante đời 2015, số tự động, máy 1.6 thôi nhé, 305 triệu đồng. Con này là Nissan Sunny đời 2015, 185 triệu. 185 triệu đồng, Nissan Sunny đời 2015, số sàn, xe dịch vụ hoàn lương và có đổi màu. Lá lốt, đâu lá lốt, con này đời 2015. 03 máy 1.5 55 triệu đồng.
Đây là một con xe Hyundai Venue đời 2000, sản xuất 2009, phiên bản tự động nhé các bác nhá. Bản full con này có cửa lốc. Giá chào bán là 205 triệu. Hyundai Venue nhập khẩu của Hàn Quốc. Đấy. Form mới các bác nhá. Con này con Lacetti đời 2008 99 triệu thôi. Đấy. Lacetti 2008 99 triệu. Chevrolet Avell đời 2017 trang bị hộp số sàn với động cơ máy của nó là 1.4 201 các bác nhá. Con này là con Lacetti nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2009 phiên bản số sàn máy 1.6 155 triệu đồng. Lacetti nhập khẩu của Hàn. Xem xe anh xem xe à? Anh Khánh ơi, tiếp khách Mazda 3 đời 2012 295 triệu đồng. Mazda 3 đời 2012 nhé các bác nhé, 295 triệu, biển của Nghệ An. Tư nhân chính chủ, gia đình đi không khoan không đục nhé. Con này thì là phân khúc hạng C, 295 triệu. Mazda 3 đời 2012. Chevrolet Cruze đời 2014 ạ. Trang bị hộp số tự động máy 1.8 nhé các bác nhé. Giá lên quanh tầm 206 thôi. Đấy, Cruze, thương hiệu của Mỹ. Hyundai Avante đời 2010, sản xuất 2015. Với động cơ máy của nó là 1.6, trang bị hộp số 24, xin lỗi mọi người, đời 24 nhé. Động cơ 1.6, tư nhân chính chủ gia đình đi. Giá chào bán là 265 triệu đồng ạ, Hyundai Avante. Con này là con Chevrolet Cruze đời 2015. Xin lỗi mọi người nhé, tại vì là các bác thông cảm. Hôm qua thời tiết là, hôm qua kiểu là mưa cho nên là nó hắt vào nó khá là bụi bẩn. Đấy, anh em chưa rửa kịp. Đây còn đang rửa người này. Đấy. Xe để ngoài đường này rất là nhanh bẩn, ngày hôm trước hôm sau rửa không rửa là đã bẩn rồi. Đấy. Con này là con Cruze đời 2015, giá là 265 triệu. Bao ra tên. Gentra đời 2009 118 triệu. Đây Gentra đời 2009 118 triệu đồng. Đấy. Con này chị em đang rửa, đây là con Vios nhé. Toyota Vios. Anh em có xe à? Anh em đến điện trai chưa nhỉ? Có đến điện trước trai chưa? Chưa. Anh ơi, đi phát đi. Con Vios này là đời 2017, 305 triệu đồng các bác nhé. Bản E số sàn nhé. Đấy, màu vàng cát, 305 triệu đời 2017. Con này là con Lacetti. Đấy, Lacetti Việt hiện tại em đang có khá là nhiều. Tầm khoảng 4-5 con, cả Lacetti, cả Gentra nhé. Đấy, năm quanh tầm khoảng 4-5 con đấy ạ. Tầm khoảng hơn 100 triệu thôi. Con này con Fadi đời 2020, bản Blood. Giá cũng chỉ tầm khoảng 299 triệu thôi. Đấy. Vâng ạ, vừa rồi thì em đã quay nhanh báo giá tổng hợp tất cả những mẫu xe đang có trong cửa hàng của em ngày hôm nay. Thì rất mong mọi người tham khảo, lựa chọn nếu mà đúng chân mình cái mẫu xe nào có thể là alo trực tiếp cho em. Có hai số điện thoại là 0866010016 nhé, hoặc 0906034285 để được tư vấn cụ thể. Các bác có thể kết bạn Zalo, gửi qua hình ảnh, chụp lại màn hình gửi qua hình ảnh, em sẽ gửi hình ảnh và video chi tiết cho các bác xem qua Zalo. Đấy. Và trước khi kết thúc video thì cũng rất cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ cho em. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể là ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để ủng hộ cho em nhé. Con Matiz nhập khẩu của Hàn thì giá chỉ đời 2006, giá hơn 100 thôi, số động. Đấy, cũng vừa về xong đấy ạ. Thì rất là cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong cái mẫu video lần sau ạ.